Xin sư cho biết các chi phần thành lập nên việc phạm giới, năm giới của người Phật tử tại gia. Chi phần của giới sát sanh thì sư nói rồi, còn bốn giới còn lại có các chi phần nào? Với những người, với những vị mà học đạo với sư lâu ấy, thì hẳn là các vị ấy biết là sư có nói rồi, nhưng mà tại vì lâu quá, có khi là lâu quá cho nên là quên, hoặc là lâu quá rồi thì những cái mà video từ cái đời đầu á, những cái bài giảng thời đầu á, nó không có được lưu lại. Thành ra quý vị có thể vào ở đây ha, quý vị vào ở đây để quý vị xem. Đây. Nó nằm trong cái quyển là nền tảng Phật giáo. Là sao sư không có chỉ ra ở trong kinh, ở trong kinh nào, trong luật nào? Tại vì nó đơn giản như vậy nè, nó gọn. Cái nền tảng Phật giáo đó, ngài Hộ Pháp ngài đã rút gọn ra rồi. Còn bây giờ muốn lục lại thì cũng được thôi, nhưng mà nó tốn thời gian, cho nên cái này nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Hả? Đây. Đây nè. À, cái giới thí dụ là cái giới sắc sanh thì nó có 5 cái chi pháp ha. Và ở đây là có sự giảng giải, có sự giảng giải cho rõ. Đấy. Rồi, đấy. Giảng giải rõ ha. Rồi đấy. Rất là rõ trường hợp phạm hay là không phạm. Rồi cho đến cái giới trộm cắp, cái giới trộm cắp cũng có phân tích rất là rõ từ các cái chi phần. Đấy, cho đến cái sự giảng giải thì nó rất là rõ rồi. Quý vị có thể đọc, quý vị có thể đọc trong cái nền tảng Phật giáo, nền tảng Phật giáo quyển 3, cái quyển hành giới. Còn với ai mà không biết nữa đó, thì quý vị vào trong đây, vào trong đây. Bấm ngưng lại ha, bấm ngưng cái màn hình. Bấm ngưng cái màn hình. Rồi truy cập cái trang này ha, trung tâm hộ tông.org ha, xuyệt nội dung, xuyệt thư viện, xuyệt hành giới 01.htm. Đấy, thì quý vị sẽ mở được cái trang này. Ha.